Sớm đấy, ta đi rửa vặt nướng xong là rửa mặt nướng chân tay xong là đánh răng ăn cơm nhé, sáng lắm. Mẹ cho nó ma bùa. Hãy dùng anh. Má có sao? Má có na nó, má có phun na nó này. Hồi má chỗ, vô thế nhẹ đủ dành, má chỗ phun mẹ. Thế này dễ bùa mình mẹ. Thế này dễ ba mà kẻ mà dễ bụi bệnh na nó. Dễ phun mẹ. Kẻ mà ló tu luận kẻ mà tạm ma tốt lại hỏi qua về mình muốn dẹp giao thì mình ra cho mình mò mình tính cho cho đi nhé à về hiểu tôi mới hiểu hôm nay nói về mở lũng sờ lũng ló tu buồn mà nha lũng mà dịp buồn mẹ ra hỏi mà mình ra thì vua mình thấy mà ló cảm thấy buồn buồn trong vai má nó chưa hàng hôi ma đỡ thấy bức bảnh đỡ thấy gì đó mình toàn ăn mình không nhìn cứ làm ma cứ nghĩ cái hôi ma đỡ thấy là mình giác
chú về đâu. Chiều nhé.
cho đi lấy cái lấy xà phòng nhá. Quần áo tối hôm qua sẽ mang đi giặt luôn nhé. Cái này nặng lắm, đi lấy đi phơi. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy?
Dây 4 cái móc đi.
nhà làm bài nhá. Rồi học bài đúng không? Cô đi bốc gỗ xong tí lấy tiền nhá. Tập trung học nhá, chứ phải học tương đối nhá. Bài 1 viết các số đo sau thứ hạng số thập phần. Không lấy đâu. Anh ơi, chỗ anh còn nhận người bốc thuê nữa không? Em có làm được không? Có. Làm thì phải anh trả tiền thì làm đàng hoàng nhá. Mày mày chọn qua tới mà gì? Khu cá. Chè cần khó lắm nè. Bán chè bán đi nghe luôn. Mày hắn không? Thế em làm đi. Anh mệt quá. Bốc cái to không? Không phải anh em không thuê đâu. Dạ. À, bốc cái to không? Chưa cái đảo làm gì ấy? Một cám. Chứ nữa là không trở về được hả? Xuống cùng nhau luôn ấy. May mà em còn nhẹ hơn hả? Thôi, ây da, bọc thao bọc cực kỳ hết luôn. Làm thuê. Làm thuê cho anh phải ăn ngủ với chủ ấy nhá, còn anh thì ở đây toàn ăn ngủ với chủ. Đây em ơi. Áo dài phụ nữ có hai loại, áo tứ thân và áo nam thân. Phổ biến hơn là áo tứ thân được may từ 4 mảnh vải, 2 mảnh vải sau ghép liền ở sống giữa sống lưng, chỉ có điều vạt trước phía trái may ghép từ 2 thân vải thành ra rộng gấp đôi vải. Áo dài biểu tượng trong cho y phục truyền thống của Việt Nam. Trong tà áo dài hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, tuy nhiên mềm mại và thanh thoát hơn. Theo Trần Ngọc Thêm. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Thênh.
cân còn về được. Chiều hai ông này chở nhau nhiều bảo tí nữa về cho đi bộ ấy.
đặt cạc. Thì cả chuyện cũng thế thôi. Không, chuyện là đỡ. Người nào toát mồ hôi nhiều thì nó vẫn toát. Nó vẫn đỡ đâu nhá. Ông đấy sâu gióm không làm sao. Chép đi ký quan trọng. Ok. Em ơi, hết giờ rồi, anh gửi tiền em. Gửi tiền cho em nhé. Cảm ơn em nhé. À. Mai khi nào có cô nào trông chán trông bỏ thì giới thiệu đi làm cùng bọn anh nhá. Vâng, để em về trước nhá. Có mấy mấy đứa ở. Hôm nay tao hồ ăn vặt với con rồi đấy.